Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, những ngày qua, tỉnh Quảng Bình có mưa lớn, lượng mưa cao nhất lên tới 285mm. Mưa to làm mực nước sông lên nhanh, một số nơi trên báo động 1 xuất hiện sạt lở núi làm ách tắc giao thông tại miền núi. Mưa lớn đã làm quốc lộ 15, đoạn qua ngầm Bùng, xã Hưng Trạch và các đoạn ngầm Cà Rồng ở xã Thượng Trạch, đường vào thôn Hà Môn, xã Cự Nẫm, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ngập trên 1 mét. Tại huyện Quảng Ninh, đường vào các bản Plon, Dình Dình, Dốc Mây, Trung Sơn, xã Trường Sơn, nước dâng cao từ 0,5 đến 0,8 mét, làm chia cắt 4 bản. Người và phương tiện không qua lại được. Mưa lớn trong những ngày qua làm sạt lở khoảng 30 mét khối đất đá trên đường 16, đoạn đi qua bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Ngày 3 tháng 12, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế đã vinh dự nhận giải thưởng Trái Bình của Hội Đột quỵ Thế giới. Đây là giải thưởng cao nhất của Hội Đột quỵ Thế giới dành cho các đơn vị đáp ứng các tiêu chí khắt khe về rút ngắn thời gian cấp cứu, tái thông mạch máu não, đồng thời thực hiện tầm soát nguyên nhân và điều trị dự phòng đột quỵ phù hợp. Mỗi năm, khoa Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận trên 2.500 bệnh nhân. Đây cũng là nơi tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân nhập viện cấp cứu, các ca khó phức tạp từ tuyến dưới và các địa phương lân cận. 24 trên 24 giờ tất cả các ngày trong tuần, trung tâm đều có đội cấp cứu đột quỵ hoàn chỉnh, trực sẵn sàng. Với đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đơn vị có thể thực hiện được mọi kỹ thuật cấp cứu đột quỵ tiên tiến nhất trên thế giới, cũng như lựa chọn phương án điều trị cần thiết, hiệu quả nhất cho những bệnh nhân đột quỵ. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 700 tàu cá chưa đăng ký đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản. 600 tàu đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ các giấy tờ khác nên phải tạm dừng hoạt động. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp để gỡ khó cho người dân. Những tàu cá phải nằm bờ, chủ yếu là tàu nhỏ, có chiều dài từ 6m đến dưới 12m. Những tàu này chưa đăng ký đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản do chủ tàu tự ý đóng mới, cải hoán tàu cá khi chưa được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận. Ngoài ra, có một số tàu cá đã đăng ký nhưng thiếu các giấy tờ thủ tục khác. Bọn tôi mà có phương tiện lái cũng lòm được giấy tờ, lòm thì bọn tôi lòm rất là lâu rồi, chứ không để đến ngày hôm nay mà để ra vô nó khó khăn vậy. Vì lý do bọn tôi lòm ăn thu nó thấp quá, bữa kiếm được mấy trăm ngàn ấy. Bữa đi bữa nghỉ, hầu đi hầu nghỉ, hầu có hầu không. Đi về thì có khi là dư được 500, 300, rồi có khi là quỳ giống. À, cho nên nó khó mà thực hiện được cái lệnh của nhà nước đưa ra. Thì bây giờ mà được nhà nước có chiếu cố xuống để hỗ trợ cho dân cái khoản giấy tờ thiên giảm bớt, cho nên dân chúng tôi mạnh dạn làm. Thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Hải về tăng cường kiểm soát tàu cá nhằm thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU. Nên thời gian qua các lực lượng chức năng nghiêm cấm các tàu cá chưa đầy đủ giấy tờ ra khơi. Tăng cường cái kiểm soát cái tàu cá chống thực hiện các cái nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, thì các lực lượng chức năng bộ đội biên phòng đó là kiểm soát chặt, cho nên cái số tàu mà chưa đầy đủ giấy tờ là không có được phép hoạt động. Để tạo thuận lợi chia sẻ khó khăn cùng ngư dân, những ngày qua cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã đến từng bến bãi, gặp từng chủ tàu để tuyên truyền hướng dẫn họ hoàn thiện từng thủ tục. Đồng thời vận động các đơn vị giám định, thiết kế giảm 50% các khoản phí nhằm giúp ngư dân hoàn thành các giấy tờ thủ tục pháp lý đúng quy định. Chủ động liên hệ với Chi Cục Thủy sản tỉnh, mời các đăng kiểm viên và các đơn vị có liên quan xuống tập trung làm việc giải quyết những cái vấn đề về hồ sơ giấy tờ cho người dân. Hiện tại thì giải quyết cơ bản về các phương tiện có thể gia hạn được. Một số vướng mắc thì về hồ sơ liên quan tới máy bộ thì người dân cũng cùng với địa phương, cùng với cơ quan chức năng tiếp tục đề xuất và có cái hướng tháo gỡ cho người dân. Với những nỗ lực của cơ quan chức năng và sự phối hợp của các chủ tàu cá, người dân mong muốn các thủ tục pháp lý sẽ sớm được hoàn thiện để được bảo vệ trước các mối nguy hiểm trong quá trình vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản. Đồng thời đây cũng là biện pháp để ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn ban thạc sĩ Versa Hotel and Resort đã đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.